Quay phim pre-wedding là một thể loại phim cưới mới nhất hiện nay. Để giải thích theo nghĩa tiếng Việt thì có nghĩa là video cưới được quay trước ngày cưới. Đây là sự đột phá hoàn toàn mới mẻ so với việc quay phim chụp ảnh cưới hỏi truyền thống. Việc kết hợp chụp ảnh cưới dã ngoại với quay video wedding là sự sáng tạo vô giá. Bên cạnh những bức hình cưới đẹp thì khách tham dự tiệc cưới sẽ thưởng thức cả một tình yêu. Một clip ngắn cùng câu chuyện đặc sắc và những bản nhạc lãng mạn là tất cả những gì tuyệt vời nhất. Đây được coi như những lời tỏ tình cầu hôn mà đôi lứa muốn dành cho nhau.